Xin chào các bạn. Podcast này có tựa đề là Hãy công bằng với Amway. Bởi vì dư luận rất hay đưa ra những ý kiến tiêu cực về Amway, trong khi nó cũng có nhiều giá trị tích cực, lại ít được nghe nhắc đến. Đây là một ví dụ cho câu nói, tiếng lành thì đồn xa nhưng thật ra tiếng xấu đồn xa hơn. Có những thứ sinh ra đã được mang tiếng tốt, ví dụ như yến xào. Chỉ cần biết nó là yến xào thì người ta có thể chi ra hàng chục triệu đồng để mua mà không cần biết nguồn gốc xuất xứ ra sao, liệu đó có phải là yến xào không hay là rau câu làm giả. Và cũng không biết vì sao ăn yến, trong yến có cái gì mà tốt cho sức khỏe. Ngược lại, có những thứ dù tốt cỡ nào thì có một cơ số người hơi kỳ khôi khi mặc định nó luôn là không tốt, ví dụ thực phẩm bổ sung. Thậm chí, họ còn không biết phân biệt đâu là thực phẩm chức năng, đâu là thực phẩm bổ sung, nhưng định kiến như đúng rồi. Trong khi đó, nếu đọc kỹ nhãn mác trên bao bì sản phẩm từ các thứ như sữa, ngũ cốc và hàng loạt đồ ăn vặt khác đều được ghi là thực phẩm bổ sung. Vì vậy, hãy nhìn nhận vấn đề một cách văn minh. Trong công việc cũng vậy, ngành nghề kinh doanh đa cấp bị kỳ thị một cách vô căn cứ dù nó tốt hay xấu. Vì tôi thấy có nhiều người có góc nhìn phiến diện về cả một ngành nghề nên tôi quyết định làm podcast này để nói lên những điều mà tôi muốn nói. Và sau đây tôi kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện từ góc nhìn của tôi. Tôi thấy nó không công bằng với Amway. Câu chuyện thứ nhất, lấy thất bại của người này ra đổ lỗi cho người khác. Trong đội nhóm của tôi có một chị tuyến dưới, hiện chị phải làm Amway một cách lén lút. Số là do em của ông chồng từng bị khánh kiệt khi tham gia vào một đội nhóm làm ăn sằng bậy, xúi dục người em bỏ tiền ra trữ hàng và thậm chí phải bỏ tiền ra đưa tuyến dưới đi du lịch. Những điều đó là vô cùng sai trái và không bao giờ có trong quy định của Amway. Cái đội nhóm đó chắc vì muốn cho những người mới thấy được cái sự sung sướng khi làm Amway như là được đi du lịch thỏa thích. Nhưng làm gì có chuyện cứ đăng ký vào là được đi chơi mà phải làm cực lực thì vinh quang mới đến. Còn những thứ đơn giản, dễ ăn không đến lượt chúng ta đâu. Quay lại câu chuyện của gia đình đó. Theo các bạn, Amway đã làm gì sai trong tình huống này mà khiến ông chồng hận Amway? Đến bây giờ, người vợ vẫn đang làm Amway một cách lén lút. Và đến mức độ người vợ dùng sản phẩm Amway cũng không được. Và mua những sản phẩm như kem đánh răng về dùng cũng không được phép luôn. Đó là một sự giận cá chém thớt đến vô lý. Các bạn có thấy vậy không? Hãy văn minh và công bằng với Amway. Câu chuyện thứ hai, có rất nhiều tuyến dưới than vãn với tôi rằng làm một thời gian mà không có kết quả gì cả. Khi tôi hỏi là bạn đã làm với cường độ như thế nào, thì có người đưa ra đáp án là làm từ 1 tới 2 tiếng mỗi ngày. Có người thì nói là làm từ đầu tháng đến giờ tiếp cận được 10 người, trong khi ngày hôm đó tôi hỏi là ngày thứ 20 của tháng. 20 ngày tiếp cận 10 người thì có gọi là làm Amway không? 20 ngày mà tiếp cận 10 người tức là 2 ngày tiếp cận 1 người. Mà để tiếp cận một người có khi mất 5 phút, cùng lắm là 2 tiếng. Vậy 99% thời gian còn lại của 2 ngày đã làm gì mà không làm Amway? Các bạn hãy suy nghĩ xem nếu là đi làm công việc truyền thống thì chúng ta có dám làm việc một cách tắc trách, lêu lỏng, kém tổ chức như vậy không? Và giờ chúng ta cùng trả lời cho bản thân mình xem làm như vậy không ra kết quả là tại bản thân mình hay là tại Amway? Vậy chứ sẽ có người ra đường mà nói rằng đừng có làm Amway khó lắm, tôi làm rồi không có làm được đâu. Câu chuyện thứ ba, định kiến. Hàng chục năm trước, thị trường đa cấp rất nhiễu nhương bởi những kẻ xấu. Từ đó trở đi, thị trường có một cái nhìn ác cảm về cái ngành nghề này. Người ta ác cảm với đa cấp ngay cả khi người ta không hiểu gì về nó và chưa từng dùng nó. Có vài khách hàng, khi tôi trao đổi với họ thì họ chia sẻ rằng họ sẽ không dùng thực phẩm chức năng. Tôi mới hỏi lại, chị có biết thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung giống hay khác nhau như thế nào không? Không, chị ấy đáp. Chị có cho con chị uống các loại sữa không? Có, chị ấy đáp tiếp. Vậy chị có bao giờ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và có thấy trên đó ghi chúng là thực phẩm bổ sung không? Một gương mặt quê quê bắt đầu xuất hiện và lẩn tránh sang vấn đề khác. Vì sao bản thân mình không thích dùng thực phẩm bổ sung mà lại bỏ tiền ra mua cho con của mình dùng? Chúng ta đều biết rằng cái mà người đó không có thiện cảm không phải vì chúng là thực phẩm bổ sung, mà chính xác là bởi vì chúng là thực phẩm bổ sung được phân phối bởi một công ty bán hàng theo phương thức đa cấp. Các bạn có thấy cái gì sai sai ở đây không? Và còn rất nhiều câu chuyện khác. Hãy công bằng với Amway. Chúng ta sống tốt với người khác thì người khác sẽ sống tốt với chúng ta. Chúng ta công bằng với người khác thì người khác sẽ công bằng với chúng ta. Và chúng ta phi lý với thứ này thì sẽ có thứ khác đối xử phi lý với chúng ta. Cuộc sống là vậy.
Hy vọng podcast này sẽ giúp mọi người có góc nhìn tiến bộ hơn về một số thứ. Đến đây, podcast này cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy nó hữu ích, hãy nhấn like để nhiều người được nghe thấy nó hơn. Nếu ai chưa subscribe thì hãy nhớ subscribe để Tâm có động lực sản xuất nhiều video và podcast hay hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.